Rồi, xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc quý anh em, 11 giờ trưa và 19 giờ. Bonsai Trường Thi giao lưu những dòng cây khai thác. Kính mời quý anh em đón xem ủng hộ. Thì Bonsai Trường Thi phát sóng video lúc 11 giờ và 19 giờ. Những dòng cây như là đen tù hú, sam, hải châu cũng vâng. Thì bên sàn ngồi những cái mảng gốm sứ, cây cảnh gốm sứ thì bên sàn thi giao lưu dụng dụng cụ vân vân, thì kính mời của anh em đón xem và hỏi những sản phẩm nào thì ủng hộ bên sàn thi. Rồi, trước mắt của anh em là một cây gen tu hú nha, một cây gen tu hú. Cây này thì một cốt liền lạc, chỉ cành mịn, chỉ cành rất là mịn rồi. Cây này thì chúng ta chơi được cái lá nó rất là đẹp và thơm. Thì mời quý anh em đón xem, giá cả cũng rất là hữu nghị luôn, giao lưu cùng quý anh em. Cây gen tu hú. Rồi, cây này có cái bộ vành nó là 28 nha, thân cây này đã là 16 nha. Cây này thì cao là 28, phụ tán thì 32, chậu này là chậu lục giác, kích thước là 22 và chiều cao chậu là 14. Một cây ghê thì của em xem cây này có bộ đế cũng khá đẹp. Thì cái keo này bọn sang thi vừa tha lại nha, có một xíu mạch cắt, bọn sang thi cũng xử lý lại và tha keo lại cho bọn em. Cây này đế cũng khá hay nha, bọn em xem này bàn tay nha, chỉ cần thì quá là ok luôn, chỉ cần thì mình luôn. Cái này phải tầm 4 năm của em, 4 năm là đỡ ra được cái bộ tàn như vậy nè, khá là lâu. Đấy, đẹp. Cái này bonsai để bài cho quý anh em, chúng ta chơi ở những anh em có không gian hẹp. Một cây gen tu hú, gen tu hú. Rồi, cái này bonsai thi giao lưu với anh em, giá là 550k bao ship nha. Rồi, 550k bao ship. Rồi, tiếp theo một cây tử đằng, một cây tử đằng hay còn gọi là cây đậu tía. Cây này thì một cái gốc tam đa đẹp và cây mùa rồi lật lá thì nó cho hoa. Thì bây giờ nó hoa nó hết rồi, bây giờ nó đậu cái trái của này, trái này. Nhưng mà bôi tử đằng thì chủ yếu là người ta chơi hoa là chính nha. Chơi hoa là chính, hoa thì rất là đẹp. Thì bên sàn thi cũng nhiều giao lưu nhiều cái chủng loại cây, thì tử đằng thì cũng đã giao lưu khá nhiều, quý anh em có thể tham khảo thêm. Thì bên sàn thi chèn cái hình hoa tử đằng thì quý anh em tham khảo thêm. Cây này tam đa, dòng này hoa phải nói là cực kỳ đẹp trong những dòng bonsai. Cây này thì nó là một bệ nó 3 thân, cái bệ nó là 34 nha, bệ 34 cũng khá lớn quá nè. Cái thân thì cái thân chính của nó, thân chính của nó này nó kích thước tầm nó khoảng 8 cm nha, 8 cm. Thì những hai thân kia thì nó nhỏ hơn chắc tầm khoảng 7 cm luôn nè. Cây có chiều cao thì khoảng 27 nha. Tán thì nó khoảng 25. Chậu này là chậu tròn nha. Kích thước là 22 và chiều cao là 10 phân rưỡi nha. Khá là ok bên này. Cái cây này cái bộ đế rất là lớn nha. Anh em xem cái phần đế cây. Nó rất là liền lạc. Cây tự đàn trái nó này của này, trái này. Ôi trái rất là lớn nha, đẹp nha quý anh em. Cây này hoa nó cực kỳ đẹp. Cây này cũng cái đợt lá này nó già đi thì khi nó chúng ta chơi hoa xong thì khi mà đợt lá nó già đi thì chúng ta sẽ lật bỏ lá đi thì nó sẽ cho được nó cực non và nó tiếp tục cho hoa, nó rất là dễ. Rồi cây tử đằng này thì bonsai thì giao lưu với anh em giá là 450k bao ship nha. Rồi, 450k bao ship. Rồi, vẫn là một cái dòng quen thuộc, dòng cây quen thuộc với anh em, một cây hải châu, một cây hải châu một cốt. Cây hải châu một cốt. Cây này cũng khá là duyên. Hàng bonsai đỡ ba. Hàng bonsai đỡ ba. Cây này cái bộ đế cực kỳ hay nha. Đế rất hay. Hôm nay bonsai thì giao lưu giá rất hữu nghị cho quý anh em ta tham khảo, ta giao lưu. Một cây hải châu một cốt.
Đây cực kỳ hay của anh em. Những cái cây một cốt thì nó lâu dài, cây nó sẽ khá là đẹp nha. Cây này bonsai bằng trà luôn. Cây này thì có quanh, quanh nó là 19 của anh em, quanh 19 nha, quanh thân 19. Cây có chiều cao tính từ mặt chậu khoảng 32, phủ tán thì nó khoảng 30, 34 nha. Chậu này là chậu tròn, chậu tròn, kích thước là 30 và chiều cao chậu nó khoảng 12 phân. Rồi với em xem cái phần đế cây. Cây này cũng có bộ đế cũng khá là hay, khá bộ rễ trải đều, bộ rễ trải đều khá đẹp, cây rất là khỏe cây rồi. Những cây này thì chúng ta chơi, những anh em ở không gian hẹp chúng ta chơi những cây này. Tán thì bên xanh thì làm kỹ nha, thì những cái cây đa số những cây bên xanh thì giao lưu đều xử lý chức kỹ, làm kỹ chi cần cho quý anh em chơi. Hôm nay giao lưu với anh em một số cây tương đối là nó giá nó rất hợp lý, kính mời quý anh em hợp ý thì ủng hộ. Rồi, một cây Hải Châu một cốt, cây Hải Châu một cốt, cây Hải Châu một cốt. Rồi cây này bọn sang thì giao lưu với anh em giá là 900k, 900k bao ship nha. Rồi 900 bao ship. Rồi một cây Hồng Quân, một cây Hồng Quân, một cây Hồng Quân của anh em, một cây Hồng Quân. Cây này là một cái dáng trực bên nhân, và cây này nó có một cái bộ đế cực kỳ đẹp luôn, một cái bộ đế nâu rất cực kỳ đẹp. Thì xíu nữa mình xanh thì sẽ quay gần hơn cho anh em xem. Cây này thì nó một cốt dáng bên nhân, cây khá là hay. Cây Hồng Quân thì trái nó rất là đẹp của anh em, trái rất đẹp và trái người ta ăn được, ăn chua và vừa chua và chát rất là ngon. Cây một quay bên nhân khá là ok, đẹp. Cây này thì thông số cây thì cái hoành thân nó tại vị trí này nó 22 nha, còn cái hoành đế nó có một cái bạn hoành đế rất là đẹp, nó khoảng 33 của anh em, cái bộ đế nó khoảng 33. Chứ đâu quan sang thì chỉ quay gần hơn phần đế của anh em xem. Rồi cây này có chiều cao là 50, phủ tán thì khoảng 42. Chậu này là chậu Trung Quốc, kích thước là oval Trung Quốc, kích thước là 37 nha, 37. Chiều cao chậu thì nó khoảng 9 phân rưỡi nha. Rồi mời quý anh em xem cái phần đế của cây nha. Quý anh em xem cái phần đế của cây này. Cây này có một cái bộ đế rất là đẹp. Quý anh em xem này. Đấy, đế nó trải đều nha. Đây, cái bộ nô này. Nó đế nó một cái khối luôn, rất là đẹp luôn. Đấy. Bên đây mình có cái phần lũa một xíu, lũa. Bên em xem. Cây này bộ đế hay, rất là hay. Cây thì chỉ cần là ok. Một cái dáng quanh nhân chỉ cần cũng khá là già rồi nha. Đấy. Cái chỉ cần này cũng khá là già rồi. Hồng Quân thì nó cũng dễ cho hoa, cho trái. Bên em ăn rất là ngon. Cây dáng vân nhân, cây đẹp nha quý anh em. Cây Hồng Quân này rất là đẹp nha. Rồi kính mời quý anh em ta xem lại cây, xem lại cây một lần nữa. Mình sẽ thi báo giá giao lưu. Một cây Hồng Quân dáng vân nhân, cây có một bộ đế đẹp. Rồi cây Hồng Quân này thì bên sàn thi giao lưu với anh em giá là 1.400.000, 1.400.000 bên sàn thi bao ship. Rồi 1.400.000 bao ship. Rồi trước mắt của anh em là một cái cây xá xị nha, một cái cây xá xị rất là độc đáo. Cây xá xị là cái cây mà chúng ta hay lấy gỗ xá xị chúng ta tạc tượng, các tượng Phật Di Lặc hay là tượng Lạt Ma đó của anh em. Đó là cây xá xị. Cây này thì lá đẹp và đang cho hoa, đang cho hoa. Một cái cây khá là ok, khá là quý hiếm của anh em, khá là quý hiếm nha. Cây này là hầu như là khai thác không có nha của anh em, khá là quý hiếm. Nó rất là thơm, cái lá nó rất là thơm, cái lá rất thơm mùi xá xị.
Cái này thì một cốt nó lên một hai thân sơn thụ, nó đuổi với nhau khá đẹp, hàng rất khá là độc đáo nha. Cây xá xị rồi, bên xanh thì đo phân số của em tham khảo thêm rồi. Cây này có quanh quanh tại vị trí đó là 33 nha, 33 nó lên hai thân thì với xanh thì đo một thân, này thì nó kích thước nó khoảng 19 nha, 19 cây khá là ấn tượng của này. Rồi cây có chiều cao tính từ mặt chậu, chiều cao tính từ mặt chậu nó khoảng 55 nha, 55 phụ tán thì nó khoảng gần 60, khoảng 60 của này, 60. Chậu này chậu oval, chậu men cũng khá là đẹp, oval kích thước là 37 nha, và chiều cao là 14. Cây xá xị. Rồi bên xanh thì quay gần hơn cho anh em xem cái phần đế cây. Một cây xá xị có mùi thơm, xá xị chúng ta chơi gỗ lũa đó quý anh em. Lá rất là thơm. Gỗ đế cực kỳ hay. Cây sơn thụ rất là khó tìm quý anh em. Anh em sở hữu cây này chúng ta về để trước bàn trà thì nó rất là giá tỏa mùi hương rất là thơm. Cây này cho hoa. Và cái trái nó cũng khá đẹp nha. Cái trái nó thì bên xay thầy chèn ở cái phần màn hình để giới thiệu của anh em xem thêm. Bài này cho hoa, đang cho hoa thì hoa nó nở ra nó sẽ thơm, và cái lá nó cũng có mùi thơm giống như mùi xá, nó thơm như cái mùi xá xị. Cây khá là hay, cây đang cho hoa, trái hoa rất là nhiều, hoa rất là nhiều anh em. Một cây xá xị hoa rất là nhiều này, chỉ cần thì quá là chuẩn, quá ok rồi. Một cây rất khá độc đáo. Thì chuẩn ca từ trên dưới của anh em nhìn bộ tán này khá là ok nha. Rồi kính mời của anh em xem tổng thể cây, một lần nữa. Bạn xem thì bán giá giao lưu một cây xá xị, khá là độc đáo. Cây hàng đẹp và cũng ít có nha quý anh em. Đây rất là đẹp. Rồi, cây xá xị này thì bên sàn thì giao lưu của anh em giá là 4,2 triệu. 4,2 triệu mình xây thì bao ship nha. Cây này thì phí ship nó khá là cao của anh em. Anh em quan tâm xem kỹ video và hợp ý thì ủng hộ bên sàn thi, hơi cặp bên sàn thi trước một ít nha. Rồi, 4,2 triệu bao ship một cây xá xị.